các khán giả của Khám Phá To Be, Thùy Dung rất vui khi hôm nay đồng hành cùng quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị và các bạn thân mến, khi đi máy bay có thể được coi là cách thức di chuyển an toàn nhất trong tất cả các phương tiện. Nhưng không có nghĩa là đi bằng máy bay sẽ không bao giờ gặp phải những sự cố hy hữu. Rất may, những sự cố được nhắc tới trong video của chúng tôi ngày hôm nay đã kết thúc một cách tốt đẹp. Nhưng những sự cố đó có lẽ sẽ dạy cho chúng ta cách để phản ứng nhanh với những tình huống và học hỏi được thêm kinh nghiệm. Hãy cùng với Khám Phá To Be cùng chứng kiến những vụ việc suýt nữa va chạm máy bay. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. 15 vụ suýt va chạm máy bay. Số 15, máy bay phản lực Mỹ và Nga. Vào tháng 1 năm 2018, Hải quân Hoa Kỳ đã công bố một đoạn phim tuyệt đẹp về một lần suýt va chạm với một máy bay chiến đấu của Nga. Nó được ghi lại bởi một chiếc máy bay EP-3 Ares-2 đang thực hiện nhiệm vụ ở trên Biển Đen khi một chiếc máy bay phản lực Su-27 bay ngang qua đường bay của nó. Theo các quan chức hải quân, thì máy bay Nga chỉ bay cách 1,5m và đây được hiểu là động thái can thiệp mạnh mẽ và không an toàn. Họ muốn khẳng định rằng máy bay Mỹ đã không xâm phạm không phận của Nga và đây chỉ là hoạt động mới nhất trong một chuỗi dài các hoạt động quân sự của Nga vi phạm các công ước quốc tế. Theo các quan chức Nga, một khi máy bay phản lực của Hải quân rời khỏi biên giới, Su-27 cũng đã trở về căn cứ của nó. Người Nga khẳng định đây chỉ là hành động bảo vệ lãnh thổ của mình. Số 14, sân bay Paraguay. Một video được đăng tải vào năm 2019 cho thấy 6 kỹ sư đang sửa chữa một phần của đường băng tại sân bay quốc tế Vinicio Pestirossi ở Paraguay mà không biết rằng đường bay vẫn còn hoạt động. Một máy bay phản lực đã chở khách, đã hạ cánh và họ đã nhanh chóng thu dọn tất cả các thiết bị và cố gắng lái xe ra khỏi đường băng để máy bay có thể bay tới. May mắn thay, phi công đã phản ứng nhanh và xử lý kịp thời nên không có ai bị thương. Số 13, sân bay quốc tế San Francisco. Vào tháng 7 năm 2017, một chiếc máy bay của Air Canada đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco, nhưng do nhầm lẫn về hai đường băng song song mà nó đã dự định hạ cánh, nó đã suýt đâm vào 4 chiếc máy bay khác. Các cảnh quay về vụ việc cho thấy mức độ và va chạm của nó với các máy bay phản lực ở trên mặt đất. Theo các báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc tế Hoa Kỳ, NTSB, hơn 1.000 người có nguy cơ bị thương hoặc là tử vong nếu như chiếc máy bay của Air Canada va chạm với một trong những chiếc máy bay khác. Cơ quan này đã thực hiện một cuộc điều tra và cho biết các phi công của Air Canada đã mệt mỏi và nghe nhầm đường băng để hạ cánh. Số 12, máy bay và người nhảy dù. Vào năm 2014, một người hướng dẫn nhảy dù đã thực hiện một cú nhảy song song với một vị khách như anh ta đã thực hiện hàng trăm lần như trước đây. Nhưng trong lần nhảy này thì mọi chuyện lại khác hẳn. Sau khi người nhảy dù rời khỏi máy bay thì không hiểu vì sao mà người phi công đã quyết định thực hiện một cú lộn 180 độ và bay rất gần với người đang rơi tự do. Đến mức mà có thể sẽ quấn phao và dây dù của chiếc dù bị cuốn vào trong cánh máy bay. Nhưng may mắn thay, không có va chạm gì giữa người nhảy dù và chiếc máy bay. Số 11, sân bay Tokora. Sân bay Tokora nằm ở thị trấn Tokora ở trên đảo Bắc của New Zealand và nó thường được sử dụng bởi cả máy bay thương mại và các chuyến máy bay tư nhân. Năm 2017, một phi công tập sự đã có một bài học quan trọng về bay trước đường băng bởi vì anh ấy đã bay vào trong đường băng của một chiếc máy bay hạng nhẹ khác và hai chiếc máy bay gần như đã va chạm. Anh ta đã quên không để ý chuyển động của các máy bay khác trong khu vực và chỉ bay lên kịp thời để tránh một vụ tai nạn. Người phi công kia vẫn phải tiếp tục bay theo hướng của mình. Nhưng điều này hóa ra là một sự may mắn bởi vì nếu anh ta cũng cố gắng bay lên cao, hai máy bay sẽ đâm thẳng vào nhau. Nói về ảnh đại diện của video ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy hai chiếc máy bay đang ở khoảnh khắc chuẩn bị đâm sầm vào nhau.
mũi của hai máy bay đã chạm vào nhau rồi. Nếu video này thì có thể chúng ta sẽ chứng kiến một vụ tai nạn máy bay kinh hoàng. Nhưng may mắn thay, đây chỉ là những hình ảnh Photoshop mà thôi, chứ không phải là ảnh thật đâu mọi người nhé. Chúng ta có thể hiểu ẩn ý đằng sau bức ảnh này, đó là ám chỉ những vụ máy bay suýt va chạm với một cái gì đó. Thôi, không lan man nữa, hãy cùng đón xem phần tiếp theo của video nhé! Số 10. Máy bay bay thấp. Tại các buổi trình diễn ở trên không, một trong những thao tác nguy hiểm nhất mà máy bay chiến đấu có thể làm là bay ở độ cao cực thấp. Tại một buổi biểu diễn ở Argentina, một phi công đã quyết định đưa chiếc máy bay huấn luyện IA-63 Pampa của anh ta gần với cả đường băng và đám đông. Người phi công đã cho máy bay với vận tốc khoảng 104 m/h, nhưng bay chỉ cách mặt đất vài mét. Phi công có lẽ là một người có đủ kỹ năng để có thể kiểm soát được máy bay cũng như là tránh mọi người và các chướng ngại vật khác. Nhưng điều này thật sự là liều lĩnh. Số 9. Suýt va chạm ở độ cao 10.500m. Khi bạn đang đi trên một chiếc máy bay, bạn thường sẽ nhìn ra cửa sổ để có thể thấy một bầu trời đầy mây. Nhưng chắc chắn sẽ không mong đợi nhìn thấy một chiếc máy bay khác bay cực kỳ gần với chính bạn. Một hành khách ở trên chuyến máy bay hãng hàng không Aer Lingus đã nhìn thấy trong tình huống đáng sợ này vào năm 2019. Trong hành trình đến từ Dublin cho tới Lisbon, anh ấy đã nhìn thấy chiếc máy bay kia và đó là dòng máy bay phản lực và ngay lập tức lấy điện thoại ra ghi lại. May mắn là cả hai chiếc máy bay đã vượt qua nhau mà không có sự cố nào xảy ra. Số 8. Máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Máy bay không người lái là công cụ có giá trị để chụp hình ảnh và quay video chưa từng có trước đây. Đoạn phim này được ghi lại bởi một chiếc máy bay không người lái đang bay dọc bờ biển của Hollywood để ghi lại những hình ảnh đẹp toàn cảnh ngoạn mục. Trong suốt quá trình, dường như là không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng đột nhiên một chiếc trực thăng xuất hiện, bay thẳng về phía chiếc máy bay không người lái. Vụ việc đã được báo cáo với Cục Hàng không Liên bang Mỹ và họ cho rằng người điều khiển máy bay không người lái sẽ sai khi tự điều khiển máy bay không theo quy định. Số 7. Máy bay và xe SUV. Sân bay là nơi chỉ được sử dụng cho việc hạ cánh và cất cánh của máy bay, tuy nhiên cũng có những sân bay có cả đường cho các phương tiện khác. Vào năm 2012, mọi thứ đã không nằm trong kế hoạch dự tính. Tại một sân bay ở Texas, khi một phi công tập sự đang chuẩn bị hạ cánh thì cùng lúc đó, một người lái xe SUV đã lái xe vào đường máy bay khiến cho thiết bị hạ cánh va chạm với nóc xe. May mắn là phi công chỉ bị thương nhẹ, người quản lý sân bay cho biết họ đã đặt các biển báo dừng trên đường để ngăn chặn các loại sự việc này xảy ra và đã đổ lỗi hoàn toàn cho người lái xe. Số 6. Khoảnh khắc đáng nhớ. Video cho thấy những gì đã xảy ra ở Vancouver, British Columbia vào năm 2019 là một lời nhắc nhở cho các phi công về những điều cần chú ý trong khi bay. Máy bay vận tải AJ-85 đang cố gắng bay đến mặt đất và giải phóng chất chống cháy để có thể hạn chế được sự lan rộng của một đám cháy dữ dội. Tuy nhiên, phi công đã quá tập trung vào việc dập tắt đám cháy, giải đến nỗi mà anh ấy đã bỏ qua sườn núi ở phía trước và chỉ có một phần giây để lái máy bay bay lên kịp thời. Một báo cáo đã được trình lên và người phi công đã được đào tạo thêm để không lặp lại sai lầm tương tự. Số 5. Sân bay Barcelona EL Prat. Vào năm 2014, một chiếc Boeing 767 với 260 hành khách trên máy bay đang trong quá trình hạ cánh tại sân bay EL Prat của Barcelona khi một chiếc máy bay Airbus A340 của hãng hàng không Aerolíneas Argentinas đột nhiên bắt đầu cất cánh ở trên đường băng. May mắn thay, phi công của chiếc Boeing 767 đã có thể hủy bỏ việc hạ cánh kịp thời để tránh va chạm.
máy bay đã bay xung quanh để hạ cánh an toàn chỉ trong vài phút sau đó. Cơ trưởng của máy bay Airbus dường như đã phớt lờ các hướng dẫn bên cạnh đường băng và không tuân thủ lệnh liên lạc từ trạm kiểm soát không lưu. Có lẽ vì người điều khiển đã hoảng loạn và không biết nên làm gì, phi công của chiếc máy bay Boeing 767 buộc phải đưa ra quyết định cho máy bay bay lên cao để tránh khỏi một tai nạn bi kịch. Số 4. Sân bay Princess Juliana. Nếu bạn muốn đến gần với những chiếc máy bay, không nơi nào tốt hơn là sân bay Princess Juliana trên đảo Sint Maarten ở Caribbean. Sân bay này được xây dựng bên cạnh đại dương nhưng ở cuối đường băng, ngoài vành đai sân bay là một bãi biển công cộng tấp nập du khách tìm kiếm cơ hội để đến gần tiếp cận máy bay. Nhưng nếu như máy bay bay thấp hơn 30m ở trên cát, điều này có thể sẽ gây nguy hiểm. Những cơn gió từ cánh quạt của máy bay sẽ khuấy động cát và thổi bay những người ở gần. Và mặc dù có cảnh báo tránh xa đường bay thì vẫn luôn có người cố gắng, can đảm để nhìn thấy máy bay ở khoảng cách gần. Số 3. Coi chừng đầu của bạn. Tom Richards là một trong những phi công đóng thế với những buổi biểu diễn vòng quanh thế giới. Vào năm 2016, một vụ tai nạn đáng sợ suýt nữa đã xảy ra ở trên sân bay Nevada khi anh ấy đang tham gia cuộc đua giải vô địch quốc gia Reno. Ngay khi Richards chuẩn bị cất cánh thì động cơ của anh ấy đã gặp trục trặc và anh buộc phải tắt nó đi. Anh ta ra hiệu để cho ba chiếc máy bay ở phía sau dừng lại nhưng họ đã không nhận được tín hiệu. Ba chiếc máy bay tiếp tục đi dọc theo đường băng và chỉ chiếc ở trung tâm xoay sở kịp thời. Tuy nhiên thì đôi cánh của nó vẫn va chạm với máy bay của Richards một cách kinh hoàng. May mắn thay, Richards đã quay trở lại bay sau vài ngày, trong khi chiếc máy bay của anh ta đang trong tình trạng bị xóa sổ hoàn toàn. Số 2. Boeing C-17 bay qua một thành phố. Hàng năm thì thành phố Brisbane ở Úc đã tổ chức một sự kiện mang tên là Revive, nơi đã trưng bày một màn pháo hoa khổng lồ và một loạt các màn trình diễn khác trong suốt cả ngày. Năm 2018, Không quân Hoàng gia Úc đã thực hiện một chuyến bay bằng máy bay Boeing C-17, nhưng những gì xảy ra tiếp theo đều khiến mọi người ở trên toàn thành phố phải sợ hãi. Chiếc máy bay lớn đã bay gần mặt đất và hướng về phía những tòa nhà chọc trời. Những người chứng kiến đã bị thuyết phục rằng họ sắp bị tấn công bởi chiếc máy bay này. Tuy nhiên, thì Không quân Hoàng gia Úc đã tuyên bố điều này hoàn toàn an toàn bởi các phi công đã thực hành nhiều lần trong những chuyến bay giả lập. Số 1. Diễu binh tàu con thoi. Vào năm 2012, cư dân ở LA đã được chứng kiến lễ diễu binh được coi là đặc biệt nhất từng xảy ra. Tàu con thoi Endeavour đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và đang được chuyển đến Trung tâm Khoa học California. Tàu con thoi được đưa đến thành phố bằng chiếc Boeing 747 và trước khi hạ cánh xuống sân bay, nó đã được thực hiện một chuyến du lịch ở trên không thành phố và chụp ảnh cùng với tất cả các địa danh chính như cầu Cổng Vàng, biển hiệu Hollywood và đường chân trời Los Angeles. Những người đủ may mắn để chứng kiến trở thành một trong những phần của sự kiện chỉ có một lần trong đời và nó nhắc nhở mọi người rằng các chương trình khám phá không gian thật sự truyền cảm hứng như thế nào. Vừa rồi là những vụ mà máy bay suýt nữa sẽ va chạm với nhau. Cảm xúc của quý vị như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe để nhận thông báo mới nhất từ Khám phá 2B. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại.